tại trường thông đoạn giáp ranh giữa thôn Châu Chữ, xã Thủy Bằng và phường An Tây, thành phố Huế, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh trực tiếp chỉ đạo công tác chữa cháy. Đại học Huế đề mạnh thực hiện xét tuyển học bạ năm học 2021 để tạo thêm cơ hội cho thí sinh. Các phương tiện vận tải chở đất đá, vật liệu xây dựng quá khổ quá tải là gia tăng, công tác kiểm soát các phương tiện này gặp khó khăn. Kính chào quý vị khán giả của Huế Ngày Mới. Vừa rồi là phần điểm những thông tin chính sẽ có trong chương trình Huế Ngày Mới sáng nay, Chủ nhật ngày 8 tháng 8. Bây giờ là thông tin chi tiết của chương trình. Thưa quý vị và các bạn, vào khoảng 11 giờ 30 phút trưa qua đã xảy ra vụ cháy tại khu vực trường thông đoạn giáp ranh giữa thôn Châu Chữ, xã Thủy Bằng và phường An Tây, thành phố Huế. Ngay sau khi nhận được tin báo, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Phương đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, trực tiếp chỉ đạo công tác chữa cháy và khắc phục hậu quả, không để cháy rừng lan trên diện rộng trong tình hình thời tiết nắng nóng diễn biến phức tạp như hiện nay. Trước đó, vào lúc 10 giờ ngày 7 tháng 8, tại khoảnh 6, tiểu khu 153, khu vực thôn Kim Sơn, xã Thủy Bằng, cũng đã phát cháy với diện tích 1 hectare. Do thời tiết nắng gắt và gió thổi mạnh nên đám cháy lan rộng rất nhanh trong khu vực. Nhận được tin báo các vụ cháy rừng xảy ra tại Thủy Bằng và An Tây, hàng chục cán bộ thuộc lực lượng kiểm lâm, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và người dân địa phương đã nhanh chóng tiếp cận hiện trường, tiến hành dập lửa, khẩn trương khống chế vụ cháy. Đến 13 giờ cùng ngày, các đám cháy được dập tắt và cơ bản được kiểm soát, không để cháy rừng lan trên diện rộng. Có mặt tại hiện trường, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Phương ghi nhận biểu dương các lực lượng chính quyền và người dân đã cố gắng nỗ lực để dập lửa cứu rừng. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Phương lưu ý, mặc dù đám cháy cơ bản đã được khống chế, tuy nhiên thời tiết vẫn nắng nóng, nhiệt độ cao, rất dễ xảy ra cháy lại từ các tàn dư. Do đó, chính quyền địa phương và lực lượng làm nhiệm vụ tiếp tục phân công các cử lực lượng trực gác và tập trung làm nguội tất cả các vùng đã cháy để tránh ngọn lửa bùng phát trở lại. Đồng thời tiếp tục tăng cường tuyên truyền, nâng cao nhận thức, ý thức, trách nhiệm của người dân trong công tác phòng cháy chữa cháy rừng trong mùa cao điểm nắng nóng hiện nay. Hiện cơ quan chức năng đang tiến hành điều tra làm rõ nguyên nhân dẫn đến cháy rừng và thống kê thiệt hại cụ thể. Cũng trong ngày 7 tháng 8, tại khu vực đường 71 Phong Xuân – Á Lưới cũng đã bùng phát cháy. Nắng nóng gay gắt hiện nay rất dễ xảy ra cháy rừng. Các địa phương chủ rừng cần chủ động công tác bảo vệ, phòng chống cháy rừng hiệu quả. Sáng qua, Trường Đại học Y Dược Huế phối hợp với Hội Tim mạch Việt Nam, Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng và Liên chi hội Tim mạch miền Trung tổ chức trực tuyến hội nghị Tim mạch miền Trung Tây Nguyên lần thứ 11 năm 2021. Hội nghị với sự tham gia của các giáo sư, phó giáo sư, tiến sĩ, các chuyên gia tim mạch đầu ngành đến từ các tỉnh thành trên toàn quốc. Ngoài ra, hội nghị còn có nhiều chuyên gia tim mạch đại diện cho các nền y học trên thế giới, bao gồm 17 báo cáo viên nước ngoài đến từ Hoa Kỳ, Đức và Cuba. Điểm nhấn của hội nghị lần này là giới thiệu các kỹ thuật và tầm nhìn mới trong bệnh lý mạch vành như việc rút ngắn thời gian sử dụng thuốc chống ngưng tập tiểu cầu aspirin sau can thiệp mạch vành, kỹ thuật mới can thiệp tim bẩm sinh qua da, kỹ thuật thay van động mạch chủ hai lá qua da, kỹ thuật can thiệp động mạch vành phức tạp vai trò nâng HDL cholesterol trong bệnh sinh vữa xơ động mạch, công bố các phương tiện và thuốc mới trong điều trị tim mạch, đặc biệt trong suy tim. Do tình hình dịch bệnh, đây là lần đầu tiên hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tuyến. Hội nghị tim mạch miền Trung Tây Nguyên mở rộng lần thứ 11 đánh dấu sự phát triển của các chuyên ngành, đặc biệt là tim mạch tại miền Trung, thể hiện qua các nội dung là các mũi nhọn trong y học, tập trung đội ngũ khoa học đầu ngành tim mạch trong và ngoài nước. Chuyển sang những tin tức đáng chú ý khác, hàng chục nghìn lao động bị ảnh hưởng do dịch bệnh COVID-19 hoặc phải trở về từ vùng dịch đang đối mặt với nguy cơ thất nghiệp. Trước tình hình này, tỉnh và một số doanh nghiệp hoạt động ổn định sẵn sàng mời gọi giải quyết việc làm giúp họ sớm ổn định cuộc sống ở quê nhà. Một trong những doanh nghiệp thực hiện ngay và tạo cơ hội việc làm cho những người xa quê là công ty Scavi Huế qua việc áp dụng các chính sách hỗ trợ đối với lao động may có tay nghề đã sinh sống và làm việc tại tất cả các tỉnh thành trong cả nước nay trở về Thừa Thiên Huế. Để thu hút lao động vào làm việc tại công ty, đơn vị quyết định áp dụng một số cơ chế hỗ trợ hấp dẫn, gồm hỗ trợ 100% chi phí xét nghiệm PCR trước khi vào làm việc tại Scavi Huế, hỗ trợ đóng 5 triệu đồng đối với công nhân may có tay nghề ký hợp đồng lao động chính thức với công ty nhằm giúp ổn định cuộc sống ban đầu. Theo số liệu thống kê chưa đầy đủ, từ đầu đợt dịch lần thứ tư đến nay, toàn tỉnh có khoảng 300 doanh nghiệp dừng hoạt động, có khoảng 3.500 lao động bị dừng việc làm, mất việc làm. Theo báo cáo của Ban Quản lý Khu Kinh tế Công nghiệp tỉnh, các doanh nghiệp hoạt động tại các khu công nghiệp, khu kinh tế cơ bản duy trì hoạt động, số người lao động mất việc, giảm việc không đáng kể. Bộ Lao động Thương binh và Xã hội cho biết, dịp lễ Quốc khánh năm nay, công chức, viên chức, người lao động được nghỉ từ ngày 2 tháng 9 đến hết ngày 5 tháng 9. Các cơ quan, đơn vị thực hiện lịch nghỉ trên lưu ý thực hiện
bố trí, sắp xếp các bộ phận làm việc hợp lý để giải quyết công việc liên tục, đảm bảo tổ công tác phục vụ tổ chức cá nhân. Bộ luật lao động năm 2019 quy định, kể từ năm 2021, người lao động sẽ được nghỉ làm, hưởng nguyên lương dịp Quốc khánh trong 2 ngày, vào ngày 2 tháng 9 và một ngày liền trước hoặc liền sau. Căn cứ vào điều kiện thực tế, Thủ tướng Chính phủ quyết định cụ thể ngày nghỉ theo quy định. Nhằm hỗ trợ công tác đánh giá tình trạng bệnh cho những bệnh nhân COVID-19 có triệu chứng và bệnh nhân nặng, một số bệnh viện điều trị COVID-19 tại thành phố Hồ Chí Minh đã đưa vào hoạt động máy chụp X quang di động hiện đại, có thể đến tận giường bệnh để chụp mà không cần phải di chuyển. Đây là máy chụp X quang thế hệ mới, rất nhỏ gọn, tiện dụng và cơ động trong di chuyển, có thể đưa vào tận giường bệnh để chụp X quang phổi cho bệnh nhân, nhất là các trường hợp nặng, người khó khăn di chuyển. Trong kết quả chỉ sau 17 giây. Với thiết bị này, các bác sĩ điều trị nhanh chóng chẩn đoán tình trạng phổi và lập ra phác đồ điều trị bệnh trong thời gian nhanh nhất, hiệu quả nhất cho bệnh nhân COVID-19. Trang này chụp tại giường rất hiệu quả, mình đánh giá cái phổi của bệnh nhân. Để khi mình điều trị hay là như hồi sức thì phải chụp đánh giá cái phổi trước khi quyết định có cai máy hay không. Thì phải nói là những cái trang thiết bị này cực kỳ quan trọng. Máy được sản xuất tại Nhật, nặng gần 100 kg, khi sạc đầy pin thì dùng được 12 giờ. Về khoảng 200 lần chụp, có thể vừa sạc vừa chụp. Sau khi dùng xong cho bệnh nhân COVID-19 và khử khuẩn, máy X-quang này có thể dễ dàng đưa ra sử dụng chụp X-quang cho bệnh nhân ở khu vực điều trị bệnh thông thường. Tiếp nối chương trình là những tin tức giáo dục. Theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo, các địa phương có diễn biến dịch phức tạp, không thể tiểu trường vào ngày 1 tháng 9 thì lùi thời gian tiểu trường muộn hơn và chỉ cho học sinh đến trường khi đảm bảo các điều kiện an toàn. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quyết định kế hoạch thời gian năm học đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên cho phù hợp với thực tiễn của địa phương. Thời gian nghỉ học, thời gian tiểu trường sớm và thời gian kéo dài năm học không quá 15 ngày so với quy định về khung kế hoạch thời gian năm học 2021-2022 của cả nước. Thưa quý vị và các bạn, trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, nhiều trường đại học, trong đó có Đại học Huế, đã có phương án chủ động, linh hoạt phù hợp với thực tế. Trong đó có việc đề mạnh thực hiện xét tuyển học bạ để tạo thêm cơ hội cho thí sinh. Do đó, sau khi có kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông, số lượng thí sinh xác nhận nhập học bằng phương thức xét tuyển học bạ tại Đại học Huế cao hơn cả năm học trước, ghi nhận của phóng viên Huế Ngày Mới. Những ngày đầu tiên xác nhận hồ sơ nhập học đợt 1 theo phương thức xét học bạ của Đại học Huế, ngay từ sớm đã có khá đông thí sinh đến xác nhận hồ sơ nhập học vào các trường khoa thành viên. Đại học Huế cho biết, trong đợt 1, Đại học Huế đã sơ tuyển được gần 8.000 hồ sơ thí sinh đăng ký xét tuyển học bạ. Đây là con số tăng khá cao so với năm ngoái. Do tình hình dịch bệnh COVID-19 kéo dài, việc đi lại giữa các địa phương khó khăn, nguy cơ lây bệnh, nhiều thí sinh đã chọn xét tuyển học bạ trực tuyến. Những thắc mắc của thí sinh về hồ sơ xét tuyển hay điểm chuẩn các năm, thông tin ngành học đều được giải đáp nhanh chóng qua số hotline hay fanpage của các trường. Em lựa chọn phương thức xét tuyển học bạ bởi vì được nhận được kết quả sớm và bởi vì em tốt nghiệp năm 2020, bởi vậy chỉ có một phương thức là xét tuyển học bạ hoặc là thi lại thôi. Em nộp ngành kinh tế quốc tế của trường kinh tế Huế, tại vì em thấy phương thức này thủ tục nhanh gọn và tại vì trước sau chị em cũng học một ngành đó nên em thấy có phương thức học bạ thì sẽ khỏe hơn, đỡ tốn thời gian chờ đợi điểm chuẩn hơn. Em lựa chọn phương thức xét học bạ em thấy hằng tiền và nhanh vì chưa vẫn có khoảng một tháng nữa thì mới biết điểm thì thôi mình đã đậu học bạ đó thì thôi mình chọn xét học bạ luôn vì cái ngành xét học bạ cũng là cái ngành mà em yêu thích nữa. Theo đề án tuyển sinh năm nay, Đại học Huế dành gần 4.000 chỉ tiêu trên tổng số gần 13.000 chỉ tiêu tuyển sinh cho cả phương thức xét tuyển học bạ và cả phương thức xét tuyển khác như thi tuyển đầu vào do trường tổ chức, xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển. Theo đó, các trường đại học thành viên, các trường và khoa thuộc Đại học Huế, phân hiệu Đại học Huế tại Quảng Trị sử dụng kết quả học tập các môn trong tổ hợp môn xét tuyển ở cấp trung học phổ thông của hai học kỳ năm học lớp 11 và học kỳ 1 của năm học lớp 12 để xét tuyển. Việc tuyển sinh bằng phương thức xét tuyển học bạ khá phù hợp trong thời điểm dịch COVID-19 phức tạp. Điểm số trên học bạ cũng đã có độ tin cậy cao hơn những năm trước sau nhiều chấn chỉnh của Bộ Giáo dục và Đào tạo trong năm qua. Chính vì vậy, năm nay, một số trường có sự sàng lọc lớn thì cũng đã chấp nhận sử dụng điểm học bạ như một công cụ để xét tuyển chính thức của nhà trường, ví dụ như trường Đại học Y Dược và ngành Y tế công cộng. Chất lượng đầu vào mà chúng ta hay gọi là điểm sàng rồi sau đó điểm trúng tuyển đấy, thì Hội đồng tuyển sinh Đại học Huế rất quan tâm. Và cho đến thời điểm này thì cái ngành mà thấp nhất chúng tôi sử dụng học bạ
xét tuyển cũng là ít nhất phải 18 điểm, còn có những ngành đến là 26 điểm. Do đó việc đánh giá thì điểm học bạ của em trong năm học 11 và học kỳ 1-12 với số điểm như thế thì chúng tôi thấy rằng là vẫn đảm bảo được kỳ chất lượng. Sau tuyển sinh đợt 1 bằng phương thức xét học bạ, Đại học Huế cũng bắt đầu sơ tuyển và gọi nhập học gần 6.000 thí sinh cho đợt 2. Việc lựa chọn xét tuyển bằng phương thức học bạ cũng là phương thức giúp các trường đại học sớm tuyển đủ chỉ tiêu và giúp thí sinh nắm chắc cơ hội vào đại học. Sau một thời gian thi công, tuyến đường Lê Thuyết tại phường Hương Xuân, thị xã Hương Trà đã hoàn thành, tạo điều kiện thuận lợi trong giao thông đi lại cho người dân địa phương. Đường Lê Thuyết là trục giao thông chính của người dân phường Hương Xuân, là đường cứu hộ cứu nạn khi có sự cố về thiên tai nối giữa quốc lộ 1A và đường Tránh Huế. Với chiều dài gần 2.300m, đã được đầu tư hơn 4,5 tỷ đồng để thảm bê tông xi măng. Công trình này kết hợp với hệ thống chiếu sáng đã mang lại bộ mặt mới cho nông thôn, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân đi lại sau một thời gian dài xuống cấp. Cái đường Lê Thuyết thì những năm trước đấy thì phải nói là xuống cấp quá trầm trọng, cho nên nhiều lần gọi nhân dân và chính quyền địa phương gọi cũng là kêu gọi đầu tư. Nhà nước được đầu tư đường chuẩn bị xong, sau đó là có một cái công trình điện chiếu sáng của đường Lê Thuyết dài khoảng là 2.300m. Thì phải nói sau khi mà hoàn thành những cái công trình này thì nhân dân ở đây phải nói hết sức phấn khởi và tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và chính quyền nhà nước ở đây. Đường được đầu tư với quy mô rộng 3.5m bằng bê tông xi măng, hai bên lề bù đất cấp phối K95, một bên gần 1m, đảm bảo cho lưu thông và hai xe ô tô ngược chiều có thể tránh nhau, đảm bảo an toàn giao thông cho người dân. Thưa quý vị, Thừa Thiên Huế đang trong mùa cao điểm xây dựng tại các công trình trọng điểm trên địa bàn tỉnh. Các phương tiện vận tải chở đất đá, vật liệu xây dựng quá khổ quá tải là gia tăng. Phản ánh của phóng viên Huế ngày mới tại một số tuyến đường huyết mạch qua địa bàn các xã Phong Sơn, Phong Xuân, huyện Phong Điền. Từng đoàn xe tải gắn logo Hùng Đạt, Việt Thắng, Bảo Thái với kích thước thành thùng lớn, xe chặn tạm bờ nối đuôi nhau trên đoạn tuyến quốc lộ 11B. Những vệt xe in hằng nền đường, từng đoàn xe phóng nhanh, thổi bụi bay mù mịt. Đây chủ yếu là loại xe tải trọng lớn, bằng mắt thường dễ dàng nhận thấy xe cơ nới thùng chở cỏ ngon. Lưu thông trên quốc lộ 1A đến tỉnh lộ 11B hướng vào dự án cao tốc Cam lộ La Sơn. Không chỉ ô nhiễm tiếng ồn, bụi bặm, xe tải trở thành hung thần cho người dân sinh sống dọc hai bên đường tỉnh lộ 11B. Không ít vụ tai nạn giao thông đã xảy ra trên tuyến đường này mà nguyên nhân trực tiếp đến từ những chiếc xe tải phóng nhanh vượt ẩu. Hai mẹ con mà đi chung với nhau á là tấp quá bên lề mà cũng xịt là bồ luôn á, thấy tay ẩu lắm, tay mà thấy còn về bọt coi á, bọt coi là làm mình giật mình lận. Khi mua mà ngày mua mà có công an lên á là mới có hơi ngưng lại, còn lứa nếu mà ngưng lại nhưng hạn chạy ban đêm chờ tai nạn chứ cũng có ngay nữa, cũng có tai nạn luôn đó chứ, mà hơi nhẹ đó chứ, nên đây đoàn nữa đấy. Nó lý do phải đang bị tai nạn vì đoàn nữa bị nhố lên ba đá bắp đá bố. Chiếc xe tải mang biển kiểm soát 75C05776 của doanh nghiệp vận tải Hùng Đạt, theo thông số kỹ thuật do cơ quan đăng kiểm cung cấp thì chiều cao của thùng xe này chỉ có 95 cm, nhưng qua đo đạc thực tế thùng xe này có chiều cao 150 cm, vượt quá quy định 60 cm. Điều này đồng nghĩa với chiếc xe này có thể chở được một lượng đất san lấp gần gấp đôi so với tải trọng cho phép. Đây là một trong những lỗi khá phổ biến mà công an huyện Phong Điền đã xử lý trong thời gian vừa qua. Xác định tỉnh lộ 11B là tuyến đường trọng điểm về nguy cơ mất an toàn giao thông do nhiều phương tiện di chuyển qua lại phục vụ cho cao tốc Cam lộ La Sơn. Hàng ngày, lực lượng cảnh sát giao thông công an huyện Phong Điền bố trí lực lượng tuần tra chốt chặn. Tuy nhiên, công tác tuần tra cũng gặp không ít khó khăn do khi phát hiện lực lượng cảnh sát giao thông, nhiều tài xế đã cho xe di chuyển vào các tuyến đường dân sinh hoặc chọn cách dừng xe, tắt máy đổ bên đường. Bên cạnh một số lái xe và chủ hàng, sau khi bị xử phạt đã nhận thức được hành vi sai trái của mình. Bên cạnh đó vẫn còn tồn tại một số chủ xe, lái xe có hành vi khi đặt trầm cân đã vòng vo, né trạm, tìm cách
tìm cách tận tạm đã tìm các tuyến đường khác để đi, và một số lái xe có hành vi chống đối, bỏ lên xe đóng cửa lại, không xuất trình giấy tờ, kéo dài thời gian, gây khó khăn cho lực lượng làm nhiệm vụ. Trong thực tế để triển khai công tác thì khi lực lượng chức năng phối hợp với các cơ quan như là thanh tra giao thông để kiểm tra tải trọng thì hầu như là các phương tiện nghỉ trong cái thời gian chúng tôi phối hợp. Ngoài ra thì để thực hiện các cái cao điểm cũng như là thực hiện các cái chuyên đề để xử lý dứt điểm các cái hiện tượng trên thì đội cũng đã bố trí độc lập các tổ công tác, thì trong quá trình xử lý thì đã xử lý nghiêm các phương tiện. Do đó khi có lực lượng chức năng kiểm tra và phát hiện để xử lý thì các phương tiện là thường né tránh. Nhà thầu áp lực tiến độ thi công, chủ phương tiện vì lợi nhuận bất chấp cả quy định giao thông. Trong khi đó, cơ chế phù hợp giữa các lực lượng vẫn còn nhiều bất cập, đã khiến cho tình trạng xe quá khổ, quá tải có dấu hiệu ngày càng gia tăng, với nhiều thủ đoạn lách luật khi bị lực lượng chức năng xử lý. Giải pháp nào để xử lý triệt để xe quá khổ, quá tải? Đây là câu hỏi cần được cơ quan chức năng làm rõ để góp phần đảm bảo an toàn giao thông. Thưa quý vị và các bạn, xã Nhân Hòa, thị xã Hương Thủy là địa phương có nhiều cách làm hay trong thực hiện xây dựng chương trình nông thôn mới. Một trong những mô hình được đánh giá cao là mô hình ánh sáng nông thôn mới. Mô hình này thực hiện đã tạo thuận lợi cho người dân trong sinh hoạt đời sống, cũng như góp phần làm cho môi trường nông thôn sáng, xanh, sạch hơn. Cảnh tối om, không có điện đường chiếu sáng như trước đây ở xã Nhân Hòa, thị xã Hương Thủy, giờ đã được thắp sáng bởi hàng trăm bóng đèn LED từ các cột điện cao áp khắp các đoạn đường, các thôn trong xã. Được triển khai từ cuối năm 2019, có tổng kinh phí gần 500 triệu đồng từ ngân sách và nguồn xã hội hóa. Công trình ánh sáng nông thôn mới tại xã Chương Hòa được người dân hưởng ứng tích cực. Là một cái nguồn ánh sáng cho bà con, nhân dân, toàn thôn, riêng đặc biệt thôn Hà và thôn Tâm và những cái thôn khác thấy là vô cùng vui mừng và sung sướng, đã tạo mọi điều kiện để cho bà con được là truyền nguồn điện sáng, thắp sáng cho bà con đi trong đêm. Với chiều dài hơn 12 km, trải dài ở 5 thôn, công trình do xã đoàn Dương Hòa chủ trì phối hợp cùng chính quyền, đoàn thể, tổ chức và người dân trên địa bàn xã thực hiện. Từ ngày các con đường nông thôn được thắp sáng, mỹ quan nông thôn đã được cải thiện, tình hình an ninh trật tự ở địa phương được đảm bảo. Các tuyến đường được chiếu sáng từ 18 giờ tối hôm trước đến 5 giờ sáng hôm sau. Hàng tháng, mỗi hộ dân sinh sống dọc theo hai bên đường chỉ đóng góp tiền để bảo dưỡng và chi trả tiền điện. Mình là một người dân, mà họ là giúp cho bên điện đài là thấy phấn khởi 100%, mà sướng nữa. Đó, dứt hàng là bà già, mẹ con nít, hàng cho điện lên một người là hằng mừng ghê lắm. Thì hiệu quả của công trình thì đầu tiên là cái bộ mặt nông thôn được khởi sắc. Về an ninh trật tự thì cũng giảm thiểu các cái tệ nạn xã hội vào ban đêm. Xuất phát từ nhu cầu của người dân nên mô hình này nhận được sự đồng thuận của người dân rất cao. Thời gian tới, xã Dân Hòa tiếp tục tuyên truyền vận động nhân dân cùng chung sức tham gia để nhân rộng mô hình này tại các đoạn đường còn lại trong thôn, xóm trên địa bàn xã. Qua cái kiểm tra ra soát thì còn 1,65 km. Tuy nhiên thì những cái tuyến này thì nó nằm do là cái số hộ dân cũng ít, bởi vì cái nguồn đóng góp thì nó thấp, thì vì vậy thì xã cũng đã có cái tờ trình để trình thị xã đề nghị là hỗ trợ thêm nguồn kinh phí cùng với nguồn kinh phí đóng góp của người dân và cái cống kéo dây mắc bóng của đoàn để mà xây dựng các cái tuyến còn lại trong thời gian tới. Sau một thời gian triển khai thực hiện mô hình ánh sáng nông thôn mới đã mang lại hiệu quả thiết thực. Mặc dù không được xây dựng quy mô như ở đô thị, nhưng hệ thống đèn chiếu sáng từ các tuyến đường trên địa bàn xã Dương Hòa không chỉ đảm bảo về an ninh trật tự mà còn góp phần làm thay đổi bộ mặt của nông thôn.
Còn bây giờ là thông tin về tình hình thời tiết trong ngày cuối tuần. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Tất cả chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các chương trình tiếp theo. Tại Thừa Thiên Huế, do ảnh hưởng của rìa nam rãnh thấp có trục ở khoảng 23 đến 26 độ vĩ bắc, gió tây nam hoạt động mạnh gây hiệu ứng phơn nên mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, nhiều vùng núi có mưa dông vài nơi. Nhiệt độ dao động từ 38 đến 40 độ, có nơi trên 40 độ, độ ẩm từ 55 đến 60%. Đợt nắng nóng này còn kéo dài trong nhiều ngày tới với nhiệt độ cao nhất từ 37 đến 39 độ. Sau đó, cường độ nắng nóng giảm nhẹ. Trong những ngày nắng nóng, buổi chiều và chiều tối thường hay xuất hiện mưa dông kèm theo các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như lốc sét và gió giật mạnh. Cảnh báo nguy cơ xảy ra cháy rừng ở tỉnh Thừa Thiên Huế, vùng A lưới cấp 3, cấp nguy hiểm. Các nơi khác trong tỉnh cấp 5, cấp cực kỳ nguy hiểm. Thời tiết biển không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nam đến tây nam cấp 4, cấp 5, sóng biển cao từ 0,5 đến 4,5 m.